Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, những ngày giữa tháng 7 năm ngoái, người dân Thanh Hóa xôn xao bàn tán về sự sống lại từ cõi chết đầy kỳ lạ của bà lão Lê Thị Chênh. Theo đó, khi cụ bà Chênh qua đời, con cháu trong gia đình đang chuẩn bị tiến hành nghi lễ khâm liệm thì đột nhiên bà lão tỉnh dậy, làm cho tất cả đều hoảng sợ và lo lắng. Vậy thực hư về câu chuyện của bà ba lần hồi sinh này là gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra sau một trận ốm thập tử nhất sinh, bà nằm bất động, tim ngừng đập. Khi hậu sự đã chuẩn bị xong xuôi thì cụ bà Chênh bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang phủ phục dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết. Lần thứ hai xảy ra khi cụ bà Chênh bước sang tuổi 97. Đến bữa ăn, cô con dâu mang cháu lên thì thấy cụ đã tắt thở. Khi mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì không thấy bà lão đâu cả. Một đứa trẻ bỗng chỉ tay xuống gầm giường nói: "Bà kia kìa." Mọi người vội vàng đưa bà ra thì thấy cụ bà Chênh mắt mở thao láo. Lần thứ ba chính là khi đó cụ Chênh đã bước sang tuổi 99. Khi cụ qua đời, con dâu đã bỏ muối gạo vào miệng cụ. Khi cô con dâu đang đi pha nước lau người lần cuối thì bất thình lình chỉ nghe thấy một câu: "Mặn lắm, cho tao ly nước." Khiến cô chạy ra sân la toáng lên: Bà sống lại rồi." Kỳ tích ba lần trở về từ cõi chết của cụ bà Chênh khiến nhiều người phải gọi bà là người rời. Các vị bác sĩ nhiều năm trong nghề phải ngạc nhiên. Cũng năm ngoái, hàng ngày có đến cả trăm người tìm đến nhà ông Trần Hoàng Mỹ, 59 tuổi, ngụ tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, vì tò mò trước những thông tin đồn thổi về chuyện chết đi sống lại của con trai ông, anh Trần Hoàng Nam, 29 tuổi, làm nghề thợ hồ. Theo lời kể, Nam đã chết và được khâm liệm, nhưng hai ngày sau bỗng dưng nắp quan tài bật ra và anh tỉnh dậy. Người thì quả quyết anh đã chết nhưng bỗng nhiên sống lại, sau khi người thân đang tụng kinh. Vào khoảng tháng 3, khi đang sơn cửa một ngôi nhà 3 tầng, anh bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng. Đến ngày 4 tháng 4, sau khi nhận thấy khả năng sống của con quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ, gia đình đưa Nam về quê. 23 giờ cùng ngày, anh về nhà, sức khỏe liên tục xấu đi. Tuy nhiên, đến 10 giờ 45 phút sáng ngày 5 tháng 4, Nam bỗng dưng ngồi dậy trong sự kinh ngạc của gia đình và người thân, rồi bước xuống giường, đi đốt nhang trên tất cả các bàn thờ trong nhà. Tháng 10 năm ngoái, người dân Bến Tre xôn xao thông tin cô gái Trần Thị Bé Năm ở xã An Bình Tây, huyện Ba Chi đã chết 3 ngày bỗng dưng sống lại. Tin đồn lan đi chóng mặt, khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến làm náo động cả một vùng quê. Các bác sĩ phát hiện cô mắc căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo. Vào giữa năm ngoái, căn bệnh càng trở nên trầm trọng, gia đình phải đưa cô đi điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh quá nặng, gia đình đã đón cô về. Gia đình đã lo xong tất tần tật hậu sự, tử hiếu, quần áo, nơi chôn cất, họ hàng cũng đã đến đông đủ. Nhưng thật bất ngờ, đến sáng ngày thứ ba thì bé Năm tỉnh dậy và đi đứng được trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sau ca mổ u não, người phụ nữ hôn mê suốt 20 ngày. Bệnh viện khuyên chuyển xuống phòng đại thể, cả nhà xác. Gia đình đã đi đặt chỗ trong nhà tang lễ, thì bỗng dưng cô tỉnh lại. Cô là Vũ Thị Hải, chủ một quầy tạp hóa, in ấn ở phố Lĩnh Nam, Hà Nội. Sau nhiều lần bị cơn đau đầu hành hạ, thậm chí nhiều lần động kinh, tháng 10 cô đi chụp. Kết quả khiến chồng cô chết điếng, còn cô lăn ra ngất khi nhìn dòng chữ u não. Cuối tháng 10, cô lên bàn mổ, sau đó bị hôn mê suốt 20 ngày sau ca mổ. Trong thời gian đó, hai nhà nội ngoại đã chuẩn bị xong mọi thủ tục cho cô về thế giới bên kia. Nhà chồng cô bảo phải đưa về chôn cất ở Hưng Yên, quê chồng cô. Cô đám ma cũng đã đặt 45 mâm. Cậu em trai bên chồng cô thì đặt cọc 10 triệu đồng ở nhà tang lễ Phụng Hưng cho cô nằm lại 2 ngày, chờ Hà Nội ngớt mưa thì chuyển thi thể về quê. Những ngày cô hôn mê, chồng cô không ngừng ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Thế rồi ông trời cũng thấu lời cầu nguyện của người chồng. Khi đúng 20 ngày sau,
cô Hải bỗng tỉnh dậy và ăn uống như một con ma đói. Bây giờ, dù cô vẫn gầy gò, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười và ánh lên trong đôi mắt một niềm ham sống mãnh liệt. Trường hợp này còn xảy ra với bà Nguyễn Thị Dí, 69 tuổi, ở ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 6 giờ hôm đó, gia đình nhận được tin báo bà bị chết trôi sông. Xác đã được vớt lên, đang chờ cơ quan pháp y đến khám nghiệm. Tính từ thời điểm bị dìm xuống nước, bà Dí đã ngụp lặn trong nước hơn 5 tiếng đồng hồ. Nhưng khi thanh niên đưa bà Dí lên khỏi mặt nước, dùng biện pháp hô hấp thì không phát hiện bà có triệu chứng sặc nước. Tức là trong suốt thời gian bà bị dìm xuống nước, bà không thở, vẫn không uống một ngụm nước. Nghĩ bà đã chết, người dân dùng sợi dây mây quấn quanh, đặt lên chiếc chiếu mới. Đột nhiên đôi bàn tay bà bắt đầu cửa quậy, mắt mở to, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, khiến trẻ con, thậm chí là cả thanh niên, thần hồn át thần vía, bỏ chạy tán loạn. Bà hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì vừa xảy ra, miệng chỉ ú ớ, nhìn xung quanh, rồi yêu cầu dìu về nhà nghỉ ngơi. Con cháu liền đưa bà đi cấp cứu ở bệnh viện Hóc Môn. Câu chuyện thoát chết hy hữu của cụ Dí được các chuyên gia y tế lý giải có thể chỉ là hiện tượng chết lâm sàng. Sáng ngày 17 tháng 2, ông Nguyễn Văn Mừng, 79 tuổi, ở số nhà 12/9, đường Tăng Bạt Hổ, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa. Sau khi đi ra biển hóng gió và tập dưỡng sinh, ông bỗng nhiên thấy mệt và khát nước nên đã uống một lon nước tăng lực. Sau khi uống, ông Mừng cảm thấy buồn nôn và loạng choạng rồi ngất xỉu tại giường. Ngay lập tức, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện. Các bác sĩ thông báo ông không thể qua khỏi và khuyên gia đình nên đưa về lo hậu sự. Chiều ngày 19 tháng 2, khi con cháu đã học tốc tập trung về đông đủ, gia đình ông Mừng bàn thử rút ống thở oxy ra xem ông thế nào. Thật lạ, khi vừa rút ống ra, thì ông Mừng đưa tay vẫy người nhà lại. Tưởng ông Mừng hồi tỉnh trong giây lát rồi ra đi vĩnh viễn như nhiều trường hợp vẫn thường xảy ra như vậy, nên ai cũng hốt hoảng. Tuy nhiên, ông Mừng bước ra sân đi lại bình thường và nói lớn rằng mình không sao, thậm chí khỏe mạnh, không nôn nao như trước. Tuy nhiên, trường hợp của ông Mừng có thể không phải là sự kỳ diệu của số phận, mà được xem là sự cố dở khóc dở cười do chẩn đoán sai của các bác sĩ. Chuyện xảy ra cách đây 40 năm với của bà Trần Thị Sương, 91 tuổi, ấp Trường Lưu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Hôm đó, khi đi làm đồng về, thấy người hơi mệt, cụ lên phòng riêng nằm nghỉ. Cụ kể, thậm chí còn người thấy mùi hôi thối khó chịu mà cả đời chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Đến giờ cơm, con cụ vào gọi thì thấy cụ nằm bất động, toàn thân lạnh toát, mềm mặt. Các con cụ gào khóc, căn nhà tràn ngập không khí tang tóc. Thế nhưng rạng sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị đưa cụ vào quan tài, người nhà bỗng thấy mắt cụ hé hé mở, tiếng thở nhẹ nhàng được phát ra. Cụ Sương ngồi bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi, ngơ ngác nhìn con cháu. Mọi ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi sau khi sống lại, tâm tính của cụ Sương thay đổi hoàn toàn. Căn bệnh viêm xoang phế quản đeo đẳng của cụ mấy chục năm qua bỗng nhiên biến mất, trí nhớ tốt hơn hẳn. Lạ nữa, ngày trước cụ viết chữ xấu không đọc nổi, nhưng sau lần chết hủ đó, nét chữ viết cụ rất đẹp. Nếp sống thường nhật của cụ được thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện về những người chết đi sống lại ở Việt Nam không phải là hiếm, song khó tin và vô cùng thần bí. Hầu hết những người may mắn sống lại đều chết sau đó một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp cá biệt sống thêm được tới vài chục năm. Dù vậy, hiện tượng này đến nay vẫn là một trong những bí ẩn của ngành khoa học và đang được nghiên cứu dài lâu. Điều lạ lùng ở chỗ, phần lớn những người sau khi sống lại đều có thể kể rành rọt về những ảo ảnh họ đã nhìn thấy. Đó có thể là ánh sáng ở cuối một con đường chật hẹp, một sinh vật tỏa ánh sáng có khả năng chuyển trò, một người thân quá cô đang đứng đón gọi họ ở bờ bên kia. Thậm chí một số người còn kể được chi tiết lại toàn bộ quá trình nằm ngủ, mọi người đã làm gì. Ở một số trường hợp đã được chôn cất, người ta cũng từng phát hiện thấy những vết cào cấu bên trong quan tài khi cải táng, rồi hiện tượng xương người nằm với hình dáng bất thường, dù lúc đặt quan rất ngay ngắn. Điều đó chứng tỏ, không ít người ngay cả khi đã bị vùi sâu trong đất vẫn sống lại. Các nhà khoa học đã nhận định đây là hiện tượng chết lâm sàng, hiện tượng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động,
song không có nghĩa là người đó đã bị chết. Tuy nhiên, nguyên nhân não khiến người chết có thể tỉnh lại vẫn là một bí ẩn. Và chương trình đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.